Ok, hai chào mọi người ha. Chiều nay em giới thiệu mọi người tiếp tục mấy con máy cày của ta bên em nha. Rồi chiều nay là con trước mắt mọi người là con 2602DT 2 cầu nha, nguyên bản nghĩa địa. Con này là nguyên bản luôn nha, máy nguyên bản nghĩa địa luôn, còn rất mới, con này còn khoảng 80-85%. Con này đời 2 cầu nha, dòng 26, bền 4 máy. Lớp trước, lớp sau còn nguyên zin, mâm trước, mâm sau zin luôn. Con này máy rất đẹp nha, động cơ với số là còn nguyên zin, bao test luôn. Anh em nào không kỹ thì cứ dẫn thợ theo kiểm tra nha. Con này đèn xi nhan trước còn nguyên zin hai đèn xi nhan nè, mấy cái đèn này hiếm có, khó kiếm. Capo còn đẹp long lanh luôn. Động cơ còn xanh rất đẹp luôn nha, nguyên bản nghĩa địa luôn. Hai kính hai bên vẫn còn. Con này cầu số sới đâu vẫn còn hoạt động bình thường nha, hàng nguyên bản nghĩa địa còn rất chất. Máy động cơ nguyên zin, động cơ số nguyên zin, anh em nào không được cứ dẫn thợ theo kiểm tra nha. Thì con này bao động cơ số nguyên zin. Con này đời 4 số nha, 2602 4 số là 4 chữ 2602, còn mấy đời sau này đời mới giống như dòng đời là One, đời 2 số là One 26, là One nữa là mấy dòng đó 2 số. Nhà này còn rất đẹp nha, mới xịt dầu vô à. Hai kiếm còn nguyên bản nghĩa địa luôn. Hai cặp lớp mâm trước mâm sau còn rất đẹp. Đây nó hơi chói nắng. Dè bỗng nó còn nguyên nè, chưa có xét gì hết. Cái này nè mà anh em nào mua về xài là bên em dặm nhẹ lên cái nó là đẹp long lanh luôn. Còn anh em nào ở xa vô lái cứ lấy về nguyên bản, con này về cứ không cần làm gì hết. Này bao động cơ số nha, anh em nào có thể cứ trực tiếp dẫn thợ vô kiểm tra trực tiếp. Em con này em bao động cơ số nguyên zin. Hàng nguyên bản nghĩa địa nha. À, bồn chất á, nói chung là máy còn rất đẹp. Cổ bô còn long lanh luôn nha. Con này đời 2602 2 cầu. Rồi con này đời 2 cầu nha, anh em nào có nhu cầu cần cứ liên hệ trực tiếp.
Con này động cơ số bao gin, anh em nào có đường vô cứ tới test kiểm tra, máy đang đậu trực tiếp tại cửa hàng luôn nha. Dòng 26 dòng này bền, đèn thì còn bóng mà bên đây rất bóng rồi, đèn bóng rồi sau khi về nhà em câu này đủ cho anh em hết nha, anh em khỏi lo vấn đề đó. Báo sạc báo nhớ nói chung là đầy đủ hết. Bô không khói luôn á. Rồi giá là 100 triệu nha, bao vận chuyển tới nhà. Thì con này giá 100 triệu nha, đầu không, bao ship tới nhà, giao hàng toàn quốc luôn. Anh em nào tin tưởng thì cứ chuyển tiền em chuyển máy ra, còn ví dụ anh em nào không tin tưởng thì cứ bay vào trực tiếp cửa hàng em đi kiểm tra test máy luôn. Cửa hàng em ở Vĩnh Long nha, máy nông nghiệp Lê Quân. Thì con này máy nguyên bản anh em khỏi lo vấn đề đó ha. Con này bao động cơ số, anh em cứ dẫn thợ vô. Bơm còn lên bình thường nha. Rồi chiều nay giới thiệu mọi người con 2602 đời 2 cầu, nguyên bản với đĩa. Máy động cơ số đẹp. Giá là 100 triệu bao vận chuyển toàn quốc luôn. Anh em nào có được thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại nha, 0563 1689. Rồi anh em ví dụ như anh em mà cần ví dụ trao đổi giá cả lên xuống như đang cứ liên hệ trực tiếp mình trao đổi nha. Con này giá báo là 100 triệu bao vận chuyển. Rồi anh em nào được thì cứ liên hệ em 2602 DT 2 cầu. Dòng này thì máy bền 4 máy. Nói chung là dòng này anh em nào kiếm về xài ok. Con này động cơ số bao đẹp luôn. Cabo vẫn còn đẹp luôn nha. Ví dụ như cái mấy anh em nào mua về xài, ví dụ như mấy cái dè này. Chà ra sơn lại, giống như màu sơn zin luôn. Ghế bọng đầu thay đầu cho cây đèn đốt em câu lại báo bình báo nhớt đầu câu đầy đủ hết nha. Con này cổ bô còn rất đẹp luôn nè. Rồi giá là 100 triệu bao vận chuyển toàn quốc. Ví dụ anh em nào cũng muốn chênh lệch giá cả lên xuống gì thì có liên hệ trực tiếp số điện thoại nha, 0563 1689. Hai sáu không hai còn mấy cây lận, 2-3 cây lận, nhưng con này thì đẹp nhất. Còn mấy con kia giá khoảng 85-90, 80 cũng có nữa. Rồi anh em nào kiếm mấy dòng đời mới vẫn còn nha, Kuta 6040 3408 em còn 3 cây 4 cây, 5018 vẫn còn luôn nha. 3408 đây, trong kia là Yamaha 514 nè. 3408 Việt Nam, 018 đợi 27, 6040 đợi 27. Rồi dù anh em nào có thích dòng máy đời mới cứ liên hệ luôn. Chiều nay giới thiệu mọi người con 2602. Con này nguyên bản máy động cơ số còn nguyên zin, bao kiểm tra cho anh em luôn. Giá là em nói nha, rồi nha, giá là 100 triệu. Anh em nào có nhu cầu lên trên lệch giá cả thì có liên hệ trực tiếp mình trao đổi. Giá báo là 100 triệu bao vận chuyển toàn quốc. Rồi mọi người có liên hệ trực tiếp số điện thoại bên em nha, 0563 1689. Rồi chào mọi người nha.